Quang sinh ra trong một gia đình nhà nông, con nhà lính, tính nhà quan, ham chơi đua đòi. Dù ba mẹ có vất vả, hắn cũng mặc kệ. Huy, con quý tử của ông Tư phú hộ trong làng. Ông mới xong à? Bỏ tay, bay hết mực bây giờ. Hỏi làm gì, có tiền không mà a dua. Cái gì đây? Ông ơi, ra mà xem này. Sao con lại xăm khắp người thế này? Ông bà thì biết cái gì? Ra đầu huyện trả tiền xăm cho tôi đi. Đi bộ à? Chắc mỏi trơn lắm nhờ. Hắn luôn cảm thấy bất mãn vì gia đình không được giàu có như Huy. Nghe đồn trên núi có cây đa thần, có thể biến mọi điều ước thành sự thật. Hắn bất chấp tất cả để lên núi. Đến nơi rồi. Ta sẽ cho ngươi một điều ước. Ta ước sẽ có thật nhiều của cái. Điều ước đã thành sự thật. Giống rồi. Thầy U ơi. Cháu là Quang. Ba mẹ cháu đột nhiên qua đời. Đây là toàn bộ tài sản thừa kế của cháu.